vô hỡi rồi đúc sạch. Ngồi xuống mà nghe, tụi mày đâu có biết ngày xưa tao xin mẹ đi mua đồ chơi mà mẹ không có cho, qua nhà thằng bạn mượn chơi rồi khinh nhẹ. Sớm tao lúc đó nhà nào cũng bao giàu tao sầu, tại vì con người tao tỉ mỉ, đi ngang xem ké cho dù bị dị nghị nhưng vẫn tìm cách chọn vẹn sao TV. Tụi mày có biết rằng là kênh sao TV tao bị thôi miên luôn, ngay cả mỗi lần mà nó chiếu hết phim quảng cáo hot like tự nhiên mình kiếm nguồn. Còn cái lúc Suri trong gia đình phép thuật thông báo học và lớp địa điểm được hẹn ở Đầm Sen, tao đến sớm nhất gặp idol của mình chân chất đi bơi tớ ngầm hẹn. Hồi thơ ngay là hồi thơ ngay, tao biết đâu fan cái tên tao biền. Giờ đi đâu là giờ đi đâu, tao kiếm đâu được kênh tên là sao TV. Hồi thơ ngay là hồi thơ ngay, tao biết đâu fan cái kênh tao biền. Giờ đi đâu là giờ đi đâu, tao kiếm đâu được kênh tên là sao TV. Còn nhớ sao TV kênh 46 hay 42 mà thôi, quá rối, xa xôi, lạc lối. Có cái phim hơi hay là robot trái cây, tụi mình có đánh giá nó số 1 khoái bay. Có đến khi mình nghiện mà còn không biết, dù mình phải núp sau cái cây. Chấm thêm một phim là Mr. Bean, mình muốn chơi thám giống Super Linh. Tập nào cũng vậy, canh đúng khung giờ, cứ tối xem ké nó một tiếng mà xinh. Sắm chấp tốc độ đấu trường vô vô, đồ chơi có logo nó đều thuộc lại hiếm. Trong bạc tỉnh giấc tăng tốc tức thời, hồi đó chơi ké chỉ là một hoài niệm. GGO, huyền thoại GGO, tao nhớ ngồi coi có ông anh hùng. Đầu xanh xanh mà mặt lạnh tanh, suốt bánh như thần đến thằng dập lung tung. Hồi thơ ngay là hồi thơ ngay, tao biết đâu phen cái kênh tao ghiền. Giờ đi đâu là giờ đi đâu, tao kiếm đâu được kênh tên là sao TV. Hồi thơ ngay là hồi thơ ngay, rồi rồi rồi, thằng tí đâu ra bật cho tao cái kênh 46 thôi. 10 giờ rồi, để tao coi tao pin cái. Chứ bây giờ mà bật trễ là coi như là xong luôn. Coi nốt cái đã. Ủa, anh Hang làm bài tập mà. Ừ thôi tao bỏ bài tập luôn, ra coi luôn. Trời ơi, đúng cái khung giờ này là tao phải ra tao coi. Rồi rồi rồi, vô coi chung luôn nè.